Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang tháng 3 âm lịch năm 2021 sẽ gặp được nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 3 âm lịch năm 2021 của tuổi Thân. Tử vi tháng 3 năm 2021 âm lịch của tuổi Thân chi tiết về các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Thân. Tử vi tuổi Thân tháng 3 năm 2021 âm lịch về phương diện sự nghiệp. Người tuổi Thân có thể yên tâm phấn đấu hết mình cho sự nghiệp trong tháng này. Nhờ có tam hợp phù trợ, bạn sẽ gặp được nhiều điều may mắn đến mức chính bạn cũng không ngờ tới. Tử vi tháng 3 năm 2021 tuổi Thân âm lịch khuyên khi cơ hội đã xuất hiện trước mắt, bạn nhớ nhanh tay nắm bắt, chớ bỏ lỡ thời cơ mà nhiều người mong ước. Với người đi theo con đường học hành, nghiên cứu, bạn có thể làm quen với nhiều người có kinh nghiệm, có kiến thức rộng rãi hơn mình. Họ chắc chắn là những tấm gương sáng mà bạn nên noi theo. Nếu có vấn đề gì còn khúc mắc, bạn hãy mạnh dạn hỏi ý kiến của những người giàu kinh nghiệm, đừng nên che giấu những điều mà mình không rõ. Chỉ khi mạnh dạn thừa nhận điểm yếu, điểm chưa tốt của mình, bạn mới có cơ sở để tiến bộ. Người làm công ăn lương xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa. Đồng nghiệp xung quanh luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn nếu bạn gặp phải vấn đề khó giải quyết. Bên cạnh đó, sự đoàn kết trong tập thể là yếu tố cốt lõi giúp mọi việc đều tiến triển theo đúng tiến độ đã được giao. Nếu bạn làm ở vị trí lãnh đạo, bạn chính là người dẫn dắt cả tập thể đi tới thành công. Đầu óc minh mẫn, sáng tạo giúp bạn luôn tìm được hướng giải quyết các vấn đề tưởng như đã lâm vào bế tắc. Khoảng thời gian này, bạn có cách nhìn nhận vấn đề đa chiều hơn trước, chứ không còn tự đẩy mình vào ngõ cụt như trước đây nữa. Nguyệt lệnh trường sinh cũng giúp bạn dễ dàng tạo thiện cảm với người khác, vì thế, dù có phải tiếp xúc với môi trường mới, bạn cũng nhanh chóng hòa nhập, thậm chí tìm được cơ hội để thể hiện tài hoa của mình. Người trẻ tuổi đừng ngại cất tiếng nói của bản thân, bạn có thể thổi một luồng gió mới cho tập thể hoặc cho những công việc quá quen thuộc luôn đi theo lối mòn. Tử vi tháng 3 năm 2021 tuổi Thân âm lịch về phương diện tài lộc. Xem tử vi tháng 3 năm 2021 tuổi Thân âm lịch, người làm công việc kinh doanh nên nhân cơ hội tốt đẹp mà tam hợp đem lại để ký kết hợp đồng. Hợp đồng được ký kết trong thời điểm này thường đem lại nhiều lợi nhuận và lợi ích trong tương lai. Có thể bạn vẫn chưa thấy ngay được điều đó, nhưng thời gian sẽ cho bạn một câu trả lời khiến bạn hài lòng. Sự thông minh, nhanh nhẹn và không kém phần dứt khoát sẽ giúp bạn nhanh chóng đưa ra những quyết sách cho tập thể của mình. Bạn luôn tin tưởng vào bản thân nên gần như chẳng bao giờ chần chừ khi phát hiện ra các cơ hội, nhờ vậy, bạn thường luôn đi trước đối thủ hoặc đồng nghiệp một bước, việc kiếm tiền cũng trở nên thuận lợi hơn nhiều. Nguyệt lệnh trường sinh cũng cho thấy tháng này bản mệnh rất thích hợp để làm các công việc thiện. Càng làm nhiều việc thiện, bạn lại càng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp hơn, đem lại những ích lợi cho việc làm ăn trong tương lai của bạn. Ngoài ra, việc làm ăn có được thì cũng có mất, bạn cũng không nên toan tính quá nhiều về những thiệt hại khó tránh khỏi trong làm ăn. Nếu lỡ phạm phải sai lầm, bạn nên tìm cách khắc phục ngay chứ không nên trách móc bản thân hoặc người khác quá nhiều. Các tình hữu bật cũng đem lại ít nhiều may mắn trong việc làm ăn cho bạn. Nhiều khi bạn tưởng mình phải đối diện với khó khăn, song quý nhân sẽ nhanh chóng xuất hiện giúp bạn tháo gỡ các vấn đề. Tử vi tháng 3 năm 2021 tuổi Thân âm lịch về phương diện tình duyên. Đường tình duyên của người tuổi Thân trở nên bằng phẳng hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó. Tam hợp cho thấy bạn sẽ được bạn bè, người thân giới thiệu cho những đối tượng khá phù hợp. Bạn nên cởi mở hơn khi giao tiếp với người ấy, và nếu có thể, hãy cho đôi bên cơ hội để tìm hiểu về nhau. Bạn cũng dễ trở thành tâm điểm của đám đông nhờ bản tính hài hước, thông minh và nhiệt tình của mình. Nếu thường xuyên tham gia vào các buổi tụ tập, giao lưu, bạn sẽ chinh phục được ánh mắt của nhiều người. Ngũ hành tương sinh, tình cảm của các cặp đôi phát triển hài hòa và tốt đẹp. Bạn và người ấy đã khắc phục được nhiều quan điểm, ý kiến bất đồng trước đây và học được cách đặt mình vào vị trí của đối phương, nhờ vậy mà nhiều vấn đề được giải quyết một cách nhanh chóng.
Trường sinh cũng góp phần mang lại nhiều tin vui hơn cho gia đình bản mệnh. Một số cặp vợ chồng trẻ có thể nhận tin vui về đường con cái. Khi một sinh mệnh mới chào đời, bạn nhớ chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về vật chất và tinh thần, để con luôn được phát triển trong môi trường tốt nhất. Tử vi tháng 3 năm 2021 tuổi Thân âm lịch về phương diện sức khỏe. Trái ngược với những điều tốt đẹp trong công việc và tình duyên thì tháng 3 âm lịch này, sức khỏe của người tuổi Thân lại có dấu hiệu giảm sút. Bạn dễ cảm thấy mệt mỏi do làm việc quá vất vả. Những lúc như vậy, bạn nên cho phép bản thân được nghỉ ngơi nhiều hơn, bởi tiền thì kiếm sau cũng được, sức khỏe một khi mất đi rồi thì rất khó có thể hồi phục. Bản mệnh cũng nên cẩn thận khi đi lại ngoài đường. Do bạch hổ hung tinh tác động, bạn dễ vướng phải sự cố giao thông, thậm chí gặp phải hỏa huyết quang. Hãy luôn chú ý quan sát khi di chuyển, tránh xa những người phóng nhanh vượt ẩu và những xe khách, xe chở hàng cồng kềnh. Bên cạnh đó, hãy luôn nhớ rèn luyện thể dục thể thao đều đặn, đồng thời ăn những đồ ăn thức uống cân bằng dinh dưỡng, có lợi cho sức khỏe. Kể cả là người trẻ tuổi đi nữa cũng không nên thường xuyên tụ tập, ăn các đồ cay nóng hoặc thức khuya dậy sớm quá nhiều. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Thân trong tháng 3 âm lịch 2021. 1. Bính Thân, thuộc mệnh hỏa, nam thủy diệu, nữ mộc đức. Khẩu quyết, công việc thuận lợi, nắm bắt được cơ hội khẳng định bản thân. Quý nhân, thìn, mão. Tiểu nhân, ngọ, tuất. Màu sắc may mắn, nâu, xanh. 2. Mậu Thân, thuộc mệnh thổ, nam mộc đức, nữ thủy diệu. Khẩu quyết, xã giao thuận lợi, thích hợp để ký kết hợp đồng, làm ăn kinh doanh. Quý nhân, thìn, mùi. Tiểu nhân, sửu, mùi. Màu sắc may mắn, hồng, vàng. 3. Canh Thân, thuộc mệnh mộc, nam Vân Hán, nữ La Hầu. Khẩu quyết, tiền bạc dư giả, công việc có những bước tiến đáng kể. Quý nhân, thìn, hợi. Tiểu nhân, dậu, tuất. Màu sắc may mắn, trắng, tím. 4. Nhâm Thân, thuộc mệnh kim, nam thủy diệu, nữ mộc đức. Khẩu quyết, đào hoa khởi sắc, vợ chồng khắc phục được mâu thuẫn, bất đồng. Quý nhân tỵ, mùi. Tiểu nhân, sửu, ngọ. Màu sắc may mắn, đen, đỏ. 5. Giáp Thân, thuộc mệnh thủy, nam mộc đức, nữ thủy diệu. Khẩu quyết, chú ý giữ gìn sức khỏe, cẩn thận khi tham gia giao thông. Quý nhân, hợi, ngọ. Tiểu nhân, mùi, tí. Màu sắc may mắn, đen, vàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn vui vẻ và nhiều may mắn, thành công trong tháng.